Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đăng Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp. Rồi thì ok, hôm qua có bạn nói mình là chơi tiếp cái bộ Phong Thành Đại Hải này đi. Chứ còn một tập coi chưa có đã. Rồi thì ok, mình làm tiếp. Tại hôm qua mình thấy cái tin nhắn đó nó hơi muộn. Lúc đó mình làm cái bản của K3 rồi, ra mình không có làm tiếp bên này. Rồi thì ok, cảm ơn bạn đã thích video của mình ha. Rồi bữa nay mình chỉnh bộ bài lại một chút thôi chứ không có gì hết. Rồi để coi chúng ta tiếp tục đấu với Zoe nào, coi ảnh có cái gì. Bộ phim sành các bạn ơi. Con này là nó cũng là một trong những con chuyên dùng để phim sành đây nè. Rồi đây, mình sẽ lấy con rùa này ra luôn. Con rùa này chức năng hơi bị ngon. Bây giờ tạm thời mình gọi nó ra để thủ đã. Rồi mình sẽ chơi cái bộ chuyên dùng con rùa này. Đây là một cái bộ mà nó chuyên hệ thủy luôn. Con rùa này là một, với là thêm một con nữa mà nó chuyên nuốt những con khác để nó gia tăng sức mạnh là hai. Trời ơi, nhiều giấy anh trai. Con rùa này nó ê trời đó, quỷ thần ơi. Rồi thôi, cũng không sao. Đây, bấm chuột phải cái mình lật nó qua được các bạn. Rồi, để coi, để coi. Ok, úp con, chết chết, quên mất. Rồi thôi, giờ lỡ rồi, chịu, biết sao giờ. Quên đấy. Rồi kệ, cho dùng cho ảnh dùng chiêu này luôn, mình phá cái lá này trước rồi đã. Rồi không rồi, hồi ảnh chơi mình đó mình cũng mệt. Uổng hơi uổng quan cánh cục tí mà thôi kệ nó, không sao. Rồi vô đi anh trai. Quên. Rồi ảnh cũng giống mình thôi, ảnh không có được úp xuống nữa. Rồi đây, mình cất bớt hết sắc kình ngư với lại con hồng hải đại xà vô rồi nha các bạn. Để tránh bữa có bạn nói mình là anh chia bà anh chia làm sao mà ra năm con quái mà trong đó là có hai con hồng hải đại xà rồi thêm hai con thất sắc kình ngư vô nữa. Hảo hảo đấy. Rồi sao 200 máu rồi với mình không vấn đề gì. Ok. Chơi bộ bài nó đa dạng thêm tí. Mới đầu mình không tính lấy con rùa này vô đâu, tại con rùa thật ra là nó sẽ ăn một con Feta, sau đó là nó lấy phần nửa điểm công của con đó để nó trừ thành máu của đối phương. Rồi ok, ảnh hại mình, ảnh dùng con này không được luôn rồi. Rồi ok, chẳng biết ảnh tính dùng cái chiêu gì với mình đây. Con sao biển à, hay đấy, hay đấy. Rồi đây, hay quá. Rồi thôi, đề phòng ảnh có Marufor các bạn. Đây, cho con sao biển cắn chết nữ thần ba mắt này đi. Tâm một nữ thần các bạn. Rồi xong. Thất sắc kình ngư cắn chết con Mai Đình luôn. Rồi xong. Vậy là cái lá này không phải là Marufor nha, mình hơi sợ. Cho nên không dám úp xuống. Ảnh có con này thì cũng ngon, nhưng mà chính ảnh hại ảnh, bây giờ ảnh không có effect được. Cái con này là nhờ cái blip của nó hơi nhiều đây này. Rồi ok, ảnh muốn chơi thì mình chơi thôi. Tưởng gọi được con này ra mà làm khó em à. Bản này Zoe rất hay xài con này các bạn. Nhưng đây là mình đánh giá đây là một cái quân bài mà nó tương đối mạnh đó. Nhưng mà nó chủ yếu là chỉ dùng để phá những con nào thủ 2000. Có điều là chỉ dùng được một lần thôi, tại vì sao nó còn có 1900, 1700, 1500. Mà thường nó xuống tới 1700 là đủ nó đi rồi. Ra đắc khôn đúng lúc đấy em trai. Rồi ok, giờ lá này mới ra, hơi dở mà hơi kệ nó cũng không sao. Rồi hồng hải đại xà đâu, táp nó một phát. Con rắn này có độc hay không thì mình không biết, mình nhìn nó thấy đỉnh rồi đó. Mà nó chơi với nó không chả còn độc đâu. Nhìn nó vậy thôi là đủ thấy là cho tàu thuyền xuống biển hết rồi. Nó như là mình còn có cả thủy độ, thủy long đạn ở đây thì chắc anh fusion luôn. Con này à, lợi hại đấy, lợi hại đấy. Rồi chấp nhận thương đau không hỏi tại sao luôn. Thủy độ, thủy long đạn. Con này đang nằm đây, mình không dùng mấy cái chiêu flip của mình được. Thành ra là mình sẽ đánh trực diện luôn. Đây, mặc dù chưa ra được phong thành đại hải nhưng mà cũng không sao. Rồi yeah, chơi mãi cây ba mà không cho mình theo con sao biển nữa hết, cũng buồn ghê ấy. Con sao sáng cũng không cho, sao biển cũng không cho, con Shivera cũng không cho, cái gì cũng không cho hết.
Sau khi mình cần mấy con đó để bút thì ảnh nó cứ không cho mình. Rồi thôi, ok. Kể như ảnh xui. Em mượn tí ạ. Rồi đây. Mình cái này cũng là một cách để cho nó biến ra dùng để hồi sinh đó các bạn. Nhưng mà thôi cho ảnh cơ hội đi, mình nói đồng tính toán được phải rồi nhưng mà thôi không bấm. Chủ yếu là mình hủy cái lá bài này của ảnh thôi, coi như là mình thí con này để mình bắt con này ảnh về rồi hủy nó luôn. Hình như con này nó chỉ hồi sinh được con nào hệ quang thôi các bạn. Mình không rõ cơ chế hồi sinh của con này lắm. Nên thôi hầu như mình không xài là lý do này. Rồi quăng được cái biển ra là thấy ngon cơm rồi. Nhưng mà nhiêu đó thì cũng không đủ để mình đục cái phòng tuyến của ảnh. Ảnh thủ 2000, mình công 2000, coi như hòa. Ngày xưa mới bắt đầu đấu cái bộ bài biển này của ảnh là đụng cái con này rất tức luôn. Tại đơn giản là mình công không có được đó các bạn thấy không. Bình thường lúc đó bài của mình đa phần cái con mạnh là con 1900. Bị ảnh chơi cái kết quả là mình chịu trận luôn. Tại vì ảnh quăng cái sân này ra được con quái ảnh từ 1800 lên 2000 là mình chịu rồi, biết sao giờ. Rồi. À đây, trời ơi, nãy giờ. Rồi để coi ảnh chơi cái gì. Sợ chưa? Đây, thế trận phong thành đại hải đã được thiết lập rồi các bạn. Greya Montarimon, con gì đây? Nhưng mà 2001 thì đâu có đục được. Mình tới 2002 lận. Rồi không, giờ dùng lá này không được tại anh đánh ngửa hết rồi, lá này coi như vô dụng. Kệ nó, có gì lá để kích hoạt cái lá này cũng được. Coi như lá bài này đem ra dùng để thí thôi. Mình chưa dùng đắc hoa là có lý do. Rồi ok, anh gọi con đủ quân cấp linh của anh ra luôn. Rồi, cái gì đây? À, thủ 2003. Rồi, hai con này không được bắn rồi. Rồi, không mất máu. Có cái này hay là nó câu giờ cho mình. Thế trận phong thành đại hải của mình là vô hiệu hóa sát thương rồi. Rồi, đây. Giải tỏa mặt bằng. Mời quý vị rời khỏi đảo giùm tôi. Rồi rút bài đi anh. Rút đi anh. Rượu quán nghèo nhưng mắng nồng hương gì. Xin kinh cẩn tay nâng mời người trí kỷ. Mượn chén rượu hôm nay nhớ ngày mình đưa tiếng. Bye bye anh nha, về đất liền vui vẻ, em ở đảo tiếp đây. Rồi ok, chơi tiếp các bạn ơi. Cảm giác này nó thật sự là rất là thỏa mãn luôn á. Ây da, vừa vô lại có thủy độn để dùng rồi. Ồ, chưa gì anh muốn gọi con rồng song sinh ra rồi các bạn. Con đó là quang điện quang điện lưỡng thủ long hả? Nghe cũng khá kinh đấy chứ. Rồi ok, ra sân cũng nghi nghi rồi. Anh đã mới không dám úp xuống cho lá này nó ra, nó chịu đòn trước. Rồi ok, tiên cá ơi, ra sân thôi bạn em ơi. Đây, ráng sống sót nha, cho anh xin 3800 máu mỗi lượt đi. Rồi, không có xin nhiều đâu, đừng có sợ. Vô, 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 cùng nhau ta uống càng ly. Vô, 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 mình vui cho hết sầu bi. À, rồi, bắt đầu ổng chơi tới cái sân phiêu sành rồi đấy. Rồi, ok, chuẩn bị lưỡng long nhất thể. Lưỡng long, con gì đây? Đừng nói à, gọi ra con rồng 3002. Con này là kết hợp giữa con gì ta? Con Summon Kun với lại con hồng nhãn long của Zoe. Summon Kun của Yugi nói chung là một lá bài hiền cho tình bạn của hai ông bạn này đấy. Nhưng mà tình sức mạnh tình bạn có mạnh đến đâu thì cũng không bằng sức mạnh của Son Goku các bạn ạ. Kamehameha ngay. Này thì Son Goku à.
gì đây? Rồi chắc lại cái lá kia nữa rồi. Ok biết ngay mà. Rồi thôi mình chả cần ẩn thân chi thuật làm gì. Ok thất sắc kình ngư ra trận. Ok. Sợ chưa anh Joey? Vô tiếp. Rồi để coi thế trận này của ảnh bị tiêu rồi. Coi phim sinh ra cái gì nữa. Rồi ok bây giờ ảnh mới gọi con quan điện lưỡng thủ long ra nè. Rồi ok rồng song sinh hai đầu. Chuyên dùng hệ điện chắc nhắm vô con tiên cá của mình nó phan quá. Tội nghiệp em tiên cá của mình. Rồi được rồi chưa có lúc phải dùng tới thủy độn đâu. Ok hơi bị đau đấy nhưng mà không sao. Chưa đau lắm. Trời quăng con này rồi dọ ma ai anh ơi. Rồi ok phá cái sân của ảnh nào. Rồi lưu ý con này nó hệ sấm sét nó cũng được cái sân này búp nhưng mà nó lại bị sét đánh chết các bạn ạ. Này thì rồng sấm sét này đụng phải thần sấm pho thì cũng tắt điện nhá. Rồi đây thất sắc kình ngư ra trận. Rồi ok gấu mẹ vĩ đại ra trận. Ok rồi ok ra con này luôn là hơi bị đỉnh đấy. Rồi gấu mẹ vĩ đại đã hy sinh nhưng mà sự hy sinh của gấu mẹ không hề uổng phí tí nào cả. Với cơ bản mình có thể gọi con sao biển này ra và kết thúc trận đấu này nhưng mà mình lần này mình sẽ quyết định gọi con rùa này ra cho các bạn biết chức năng của nó. Rồi xong. Về cơ bản thì lá bài này nó sẽ dùng như thế này. Đó con đó công 2000 thì nó ăn vô sau nó phun ra một cái thì đối phương bị ngàn sát thương. Nói chung là chơi muốn chơi con này thì phải chơi vừa con mình phải làm sao có nhiều con trên sân á là mình chơi liên tục cho đối phương nó hết máu. Mới vô là mình không đề cao về sử dụng cái chiêu này đâu nhưng mà thôi cũng tạm được. Nói chung là đôi khi nó tạo ra cái biến số trận đấu nhưng mà nếu mà dùng chơi nó là chơi bộ này mình lại không ham. Trời ơi là trời ơi bài bèo không cho đổi đi à đúng rồi. Nó đổi thì cũng không ra bài mới đâu nhưng mà mình cái lá nó bèo quá. Lá này thì thừa rồi, con này cũng thừa rồi, cái lá này có nhiều rồi. Tại mình cũng không chơi bộ chiến binh nhiều nên cũng không cần lấy mấy kiếm này nhiều làm gì. Rồi ok, biết là anh thua anh cay rồi, ok, chuyện thường mà anh. Nói chung là nãy giờ anh ra được toàn bài mạnh không mà anh không bắt nạt được em thì anh thua anh cũng hơi tức. Nhưng mà thôi được rồi, chỗ anh em với nhau. Lâu lâu mình chơi chung xíu có gì đầu căng nó là lâu lâu thật ra ngày nào cũng chơi các bạn. Hoặc là nhất 2-3 ngày cũng chơi một lần. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, bạn nào mà nói là muốn coi tiếp cái thế trận Phong Thành Đại Hải này thì bữa nay được coi rồi ha. Ok, bye bye, bye bye.